Cô chào các em học sinh khối 6. Rất vui mừng chào đón các em đến với tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Đến với chủ điểm lắng nghe lịch sử nước mình, hôm nay chúng ta cùng đi vào đọc mở rộng tiết 8 với văn bản bánh chưng bánh dày. Để đi vào tìm hiểu, chúng ta lưu ý những mục tiêu cần đạt như sau. Thứ nhất, về kiến thức, hiểu cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông. Đây là nét văn hóa đẹp của người Việt. Thứ hai, về năng lực, xác định thể loại, ngôi kể trong văn bản. Nhận biết một số yếu tố của truyện truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, lời kể, người kể chuyện và lời nhân vật. Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. Về phẩm chất, văn bản bồi dưỡng cho chúng ta tình yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Sau đây chúng ta cùng đi vào phần tìm hiểu khái quát văn bản. Thứ nhất, chú thích các em xem ở sách giáo khoa trang 32 các em nhé. Phần thể loại, đây là thể loại truyện truyền thuyết rất quen thuộc rồi. Ngôi kể, văn bản được kể theo ngôi thứ ba. Về phương thức biểu đạt, phương thức biểu đạt của văn bản này là tự sự. Sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết. Ở phần hướng dẫn đọc, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm cốt truyện truyền thuyết qua truyện bánh chưng bánh dày. Em thấy về phần đặc điểm, thứ nhất, truyện thường xoay quanh công trạng kỳ tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng và tôn thờ. Chi tiết biểu hiện trong truyện này thì em thấy rằng nhân vật chính của chúng ta là Lan Liêu đã làm ra món bánh dâng lên vua cha. Vua cha lựa chọn dâng lên lễ tiên vương. Thứ hai, đặc điểm thứ hai đó là ở truyện truyền thuyết thì thường sử dụng yếu tố kỳ ảo nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh khác người của nhân vật. Ở trong truyện thì Lang Liêu được thần báo mộng mách bảo cho Lang Liêu những nguyên liệu để làm bánh. Thứ ba, ở phần cuối truyện thường gợi nhắc đến các dấu tích xưa còn lưu lại đến ngày hôm nay. Chi tiết biểu hiện trong tác phẩm, hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, nhân dân ta có tục làm bánh chưng bánh dày để dâng cúng trời, đất, tổ tiên. Đến với phần đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua văn bản bánh chưng bánh dày, chúng ta thấy đặc điểm về nhân vật. Thứ nhất, nhân vật thường có những đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng hoặc là đức độ. Trong văn bản này chúng ta thấy Lang Liêu mồ côi mẹ là chàng trai hiền lành, nhân hậu, chăm chỉ và rất mực hiếu thảo. Đặc điểm thứ hai, nhân vật thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng. Ở văn bản, Lang Liêu đã làm ra món bánh dâng lên cho vua cha. Vua cha lựa chọn dâng lên lễ tiên vương và được vua Hùng thứ sáu truyền ngôi vua. Đây cũng là một sự kiện lịch sử, đó là Lang Liêu được vua truyền ngôi vua. Đặc điểm thứ ba, được cộng đồng truyền tụng tôn thờ. Chúng ta thấy ở văn bản thì hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, nhân dân ta có tục làm bánh chưng bánh dày để tưởng nhớ tổ tiên và người đã sáng tạo ra hai thứ bánh này. Để khắc ghi sâu hơn nội dung của văn bản, chúng ta cùng đến với phần tổng kết. Em thấy nghệ thuật chính của văn bản này được xây dựng với nhiều chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho thể loại truyền thuyết, truyện dân gian với nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Đây cũng là những chi tiết mình thường bắt gặp ở văn bản Thánh Gióng, Sử Tích Hồ Gươm. Phần nội dung, truyện giải thích tục làm bánh chưng bánh dày ngày Tết của nhân dân ta, đề cao ý thức tôn kính tổ tiên và tục thờ trời, đất của ông cha ta. Cuối cùng,
Truyện đã đề cao nghề nông và giá trị của lao động. Chúng ta vừa hoàn thành đọc mở rộng bài Bánh chưng bánh dày. Tiết học đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và luôn khỏe mạnh nhé. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.